Em lại chào tất cả các bác cũng đam mê nuôi ong nha. Thì sáng nay em lại tiếp tục kiểm tra 5 cái mũ chúa. Trước đó là em di chung 14 cái nhưng mà thân con được 5 cái thôi các bác ạ. Thì bây giờ em sẽ kiểm tra một lần nữa và sau đấy em sẽ lấy bớt đi vài cái để em bỏ vào những cái đàn khác nha các bác. Em chia đàn mà. Đây thì trong người đàn này của em là nó có 5 cái mũ chúa trong đấy. Riêng cái đàn này em sẽ để lại một cái mũ, còn là 4 cái mũ thì em sẽ dùng để chia đàn nha các bác. Đây là tổ ong của em. Đàn ong này tương đối là đông quân nha các bạn. Đây các bạn này, khá là đông quân nha. Hai cầu thôi nhưng mà rất khá là đông quân. Có cả mít lên luôn rồi các bạn ơi. Khá nhiều mít nhé. Nhưng mà bây giờ tạm thời em chưa quay mít. Đây mà em sẽ kiểm tra để em lấy ra một cái mũ chúa để em gắn qua bên cái đàn kia. Đây các bạn ơi. Năm cái mũ này tính đến thời điểm hiện tại thì cũng được 6-7 ngày đấy quá này, 6-7 ngày đấy, 7 ngày. Đấy thì bây giờ em sẽ để lại cho nó một cái mũ, còn lại hai cái mũ là em sẽ dùng để em chia đàn nha các bác. Để lại cho nó một cái. Đây các bạn này, đầu cũng đen rồi này, nó đen đầu ấy. Mũ này nó cũng chuẩn bị nở rồi các bạn này. Đây thì bây giờ em sẽ hong khói cho nó bay đi nhá, rồi sau đấy em sẽ lấy mũ ra. Đối với những cái mũ chúa này thì báo cáo với các bạn là em khuyên các bạn chúng ta đừng lên rũ nhá, chúng ta đừng lên rũ mà chúng ta nên hong khói để cho nó bay đi thôi. Làm càng nhẹ nhàng càng tốt các bạn ạ. Bởi vì chúng ta làm mạnh tay quá thì nó ảnh hưởng đến con chúa bên trong nhá các bạn. Đàn này tương đối là đông quân này các bạn. Hai cầu. Đàn này thì em có thể lao thêm một cầu nữa rồi. Ok rồi. Này cái mũ chúa này thì báo cáo với các bạn là tầm khoảng 2 ngày nữa là nó nở thôi. 2 ngày nữa là chúa nó nở các bạn ạ. Đây có một cái mũ chúa này nó cũng sắp nở rồi các bạn ơi. Còn 2 ngày nữa là nó nở thôi. Đấy. Thì bây giờ em sẽ lấy ra một cái này. Em sẽ gửi ra một cái này các bạn. Gửi ra một cái rồi em sẽ đi để em bỏ cái đàn khác các bạn. Còn cái đàn kia thì em đã chuẩn bị rồi. Bây giờ chỉ việc là lấy mũ chúa nó thôi. Đây các bạn này. Đây nhá. Rồi bây giờ em sẽ
bỏ qua cho cái đàn bên này này, đây cái đàn này. Đàn này thì trước em có bỏ một cái mũ chúa nhưng mà nó không nhìn các bạn ơi. Đây thì bây giờ em sẽ bỏ cái mũ chúa này vào đây. Em sẽ gắn cái mũ chúa này vào đây. Đấy, gắn vào cho các em nó nhìn này. Đấy, mai một nữa là có tướng mới luôn. Rồi sau khi mình bỏ cái mũ này vào đây thì tầm khoảng 2 ngày nữa thì con chúa này nó nở. Đấy thì báo cáo các bác là theo kinh nghiệm của em, khi mà chúng ta chia đàn ấy thì chúng ta có thể chia trước cũng được các bác ạ. Chúng ta chia trước đi. Kể cả không có mũ chúa thì chúng ta vẫn chia cũng được nhá. Thì chúng ta làm thêm cái mũ chúa và trước cái ngày con chúa nó nở khoảng 2 ngày thì chúng ta bỏ vào. Đấy thì khi đấy là cái thời điểm đấy chúng ta bỏ vào là cực kỳ đẹp luôn. Đấy, chứ có nhiều trường hợp khi mà chúng ta để cho con chúa nó nở ra thì con chúa nó nở ra thì nếu mà nó nở ngay mà chúng ta bỏ vào ngay thì tốt, còn nó nở 1-2 ngày rồi mà chúng ta bỏ vào thì nó đã có cái mùi chúa nhá các bác. Nó đã có cái mùi chúa thì chúng ta cắm vào thì có những cái đàn ông nó không nhấn đâu các bác ạ. Đấy, ngược lại nó còn cắn con chúa tơ nó mới nở ra đấy. Chính vì thế mà nó không tốt nha các bác. Đấy nên em khuyên các bác là khi mà chúng ta chia đàn thì chúng ta nên chia trước 2 ngày, trước khi con chúa nó nở nha. Thì như thế thì nó tốt hơn nha các bạn. Rồi em xin phép kết thúc video tại đây nha. Em chào các bạn.